Bạt phủ cỏ này thì có những có 5 công dụng. Công dụng đầu tiên là giữ ẩm cho đất, hơi nước không bốc lên mà được lưu giữ và tạo độ ẩm cho đất. Ưu điểm thứ hai là thấm nước, thoáng khí. Ưu điểm thứ ba là giữ khoáng và dinh dưỡng, bảo vệ đất, chống xói mòn cho đất. Có nhiều hình thức để che phủ đất nhằm hạn chế cỏ dại, chống rửa trôi, giữ ẩm cho đất trồng cây ăn quả, như dùng tàn dư thực vật, rơm, dạ, thân cây ngô, cây phân xanh rất có hiệu quả trong nhiều năm qua, được nhiều hộ dân thực hiện và nhân rộng ra sản xuất. Ngoài các nguyên vật liệu tự nhiên dùng để che phủ mặt đất sẵn có tại địa phương, thời gian qua, một số nơi người trồng cây ăn quả được tiếp cận với loại vải phủ quanh gốc cây để ngăn chặn cỏ dại, giữ ẩm, cũng như bảo vệ tầng đất canh tác rất tiện dụng, được đánh giá hiệu quả và có độ bền cao, tiết kiệm công lao động. Trước đây thì cứ trung bình là một tháng một lần tôi phải cắt cỏ. Cái bạt giải này nó cũng hữu hiệu cho nên là anh chuyển sang anh làm cái bạt giải này để tiết kiệm ngày công cắt cỏ. Nước mưa vẫn thấm qua được cho nên cây nó vẫn ẩm tốt, giữ được ẩm cho cây. Sản phẩm vải phủ dùng cho trồng thâm canh cây ăn quả được công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Gia Huy, thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao thực hiện thí điểm trên quy mô 1 hectare cây ăn quả tại hai xã Sông Lô, thành phố Việt Trì và xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, áp dụng trên 3 loại cây trồng khác nhau, đó là cây bưởi, cây cam và cây mít. Bạt phủ cỏ này thì có những có 5 công dụng. Công dụng đầu tiên là giữ ẩm cho đất, hơi nước không bốc lên mà được lưu giữ và tạo độ ẩm cho đất. Ưu điểm thứ hai là thấm nước, thoáng khí. Ưu điểm thứ ba là giữ khoáng và dinh dưỡng, bảo vệ đất, chống xói mòn cho đất. Ưu điểm thứ tư là chống trôi phân, tiết kiệm phân bón, phân tan chậm và thấm từ từ xuống đất, cỏ không ăn phân, tiết kiệm 1/2 lượng phân bón. Ưu điểm thứ tư là ngăn chặn sự phát triển và phá hoại của cỏ dại, cỏ bị tiêu diệt cho không thể quang hợp và thiếu đi ánh sáng. Ưu điểm thứ năm là không gây tổn thương đến cây trồng, vải mềm mại, thân thiện môi trường, cách thức sử dụng không làm tổn thương đến gốc cây, tránh côn trùng và động vật gặm nhấm. Với các tiến bộ mới chuyển giao đến nông dân sản xuất nhằm tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, cũng như góp phần vào bảo vệ môi trường đã là động lực để các mô hình khuyến nông đến được với người dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây ăn quả, từ đó khuyến khích người dân áp dụng rộng rãi vải phủ cho cây ăn quả, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững trong những năm tới.